Chào mừng các em mà đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Ở tiết này thì các em sẽ bước vào tìm hiểu bài 29, Dân cư, xã hội châu Phi. Bài 29 gồm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là lịch sử và dân cư. Trong đó thì phần lịch sử là phần được giảm tải và các em sẽ tự học. Và nội dung thứ hai đó là sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người ở châu Phi. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu phần 1, lịch sử và dân cư. Phần A nhỏ, sơ lược lịch sử là nội dung được giảm tải. Các em sẽ tự học nội dung này. Chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu phần B, dân cư. Các em hãy quan sát vào lược đồ hình 29.1, lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi và trả lời các câu hỏi sau. Quan sát vào lược đồ, các em có nhận xét gì về tình hình phân bố dân cư của châu Phi? Để trả lời cho câu hỏi này thì các em sẽ quan sát vào trong bảng chú thích mật độ dân số người trên km vuông. Mỗi nền màu sẽ tương ứng với một mật độ dân số. Nền màu đỏ trên 50 người trên km vuông. Nền màu cam từ 21 đến 50 người trên km vuông. Nền màu vàng từ 2 đến 20 người trên km vuông. Và nền màu xanh dưới 2 người trên km vuông. Quan sát vào lược đồ thì các em có thể thấy được là nền màu đỏ và nền màu cam là những cái nền màu mà chiếm tỷ lệ rất là ít và nó phân bố rải rác ở châu Phi. Trong khi đó thì nền màu xanh và nền màu vàng chiếm tỷ lệ rất cao và chiếm diện tích rất lớn ở châu Phi. Như vậy thì từ đây ta nhận xét được là dân cư châu Phi phân bố rất không đồng đều. Có những nơi đông dân và nơi thưa dân. Như vậy thì những khu vực nào là khu vực đông dân và khu vực nào là thưa dân? Quan sát vào lược đồ, các em có thể trả lời được khu vực đông dân, đó là ở thung lũng sông Nin, quanh hồ Victoria, ven vịnh Guinea và phần duyên hải cực Bắc và cực Nam của châu Phi. Nơi thưa dân đó là vùng rừng rậm xích đạo và các hoang mạc như Sahara và Kalahari. Các em hãy quan sát vào hai lược đồ các môi trường tự nhiên của châu Phi và lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. Các em hãy giải thích vì sao dân cư châu Phi phân bố không đồng đều. Ở hoang mạc Sahara, Kalahari, Namib hay vùng rừng rậm xích đạo, hầu như không có người sinh sống. Do có khí hậu khắc nghiệt và điều kiện sinh sống quá khó khăn. Ngược lại thì một số vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam và ở thung lũng sông Nin thì dân cư tập trung đông vì có mưa, nguồn nước thuận lợi cho phát triển kinh tế và đời sống. Ngoài ra dân cư phần lớn sống ở nông thôn, ở thành phố ít hơn do công nghiệp chưa phát triển mấy và nền kinh tế chủ yếu còn phụ thuộc vào nông nghiệp. Và hậu quả của nhiều thế kỷ bị thống trị bởi chủ nghĩa thực dân đã làm cho dân cư của châu Phi phân bố không đồng đều. Tiếp theo, các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 29.1 và kể tên các thành phố có từ 1 triệu dân trở lên và cho biết các thành phố này phân bố chủ yếu ở đâu. Các em sẽ quan sát vào trong bảng chú thích. Chấm tròn màu đỏ là thành phố trên 5 triệu dân. Và chấm tròn màu hồng là thành phố từ 1 đến 5 triệu dân. Như vậy thì từ đây ta kể tên được các thành phố có từ 1 triệu dân trở lên đó là Cairo, Alger, Lagos, Alexandria, Tripoli, Rabat, Casablanca, Dakar, Conakry, Abidjan, Accra, Luanda, Kinshasa, Cape Town, Durban, Maputo, Lusaka, Pretoria, Johannesburg, Harare, Dar es Salaam, Nairobi, Addis Ababa và
Khartoum. Và các thành phố này thì các em thấy được là nó phân bố chủ yếu ở vùng ven biển, cho nên nó được gọi là những cái thành phố cảng. Cuối cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu nội dung thứ hai, sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người ở châu Phi. Phần nội dung A nhỏ, bùng nổ dân số. Năm 2001, châu Phi có hơn 818 triệu dân, chiếm 13,4% dân số thế giới. Đến năm 2020, dân số của châu Phi là 1,3 tỷ người. Các em hãy quan sát vào bảng số liệu về tình hình dân số của một số quốc gia ở châu Phi vào năm 2001 và trả lời một số câu hỏi bên dưới. Những quốc gia nào có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình năm của châu Phi? Những quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao là những quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên lên đến 2,1%. Quan sát lại vào bảng số liệu, các em sẽ quan sát vào cột tỷ lệ gia tăng tự nhiên phần trăm. Như vậy thì các em có thể xác định được ở những quốc gia nào có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình năm của châu Phi. Đó là Ethiopia, Ai Cập, Tanzania và Nigeria. Và quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình của châu Phi, đó là Cộng hòa Nam Phi với tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 1,1%. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi là 2,4% và nằm ở mức cao nhất thế giới. Và với cái tỷ lệ này thì đã dẫn đến tình trạng bùng nổ dân số ở châu Phi. Và đây là vị trí của một số quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao ở châu Phi, như là Ai Cập, Ethiopia, Tanzania và Nigeria. Và quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, đó là Cộng hòa Nam Phi. Dựa vào nội dung trong sách giáo khoa trang 91 và dựa vào những hiểu biết của bản thân, thì các em hãy cho biết bùng nổ dân số ở châu Phi đã dẫn đến những hậu quả gì? Bùng nổ dân số và hạn hán triền miên đã làm cho hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe dọa. Đại dịch S đe dọa sự phát triển kinh tế, xã hội ở châu Phi. Hơn 25 triệu người nhiễm HIV/AIDS vào năm 2000, trong đó phần lớn là những người ở độ tuổi lao động. Vậy thì tại sao nạn đói lại thường xuyên đe dọa châu Phi? Bởi vì dân số tăng nhanh, trong khi lương thực không đủ đáp ứng và kinh tế xã hội còn chậm phát triển. Tại sao vấn đề bùng nổ dân số không thể kiểm soát được ở châu Phi? Vấn đề kiểm soát việc sinh đẻ khó thực hiện được ở châu Phi vì gặp trở ngại của những hủ tục truyền thống và sự thiếu hiểu biết của người dân về khoa học kỹ thuật và y tế. Vậy thì đại dịch HIV/AIDS tác hại như thế nào đối với kinh tế, xã hội của châu Phi? Ảnh hưởng về kinh tế, số người nhiễm HIV chủ yếu ở lứa tuổi lao động sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của từng gia đình, cộng đồng và của đất nước. Chi phí cho công tác phòng chống AIDS sẽ rất tốn kém. Ảnh hưởng về tâm lý xã hội, người dân sợ hãi dễ dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử. Cuộc sống của gia đình có người bị nhiễm HIV hoặc bệnh AIDS sẽ trở nên căng thẳng, xuất hiện nhiều mâu thuẫn và dần tiến tới sự mất ổn định trong cuộc sống. Ảnh hưởng nặng nề cho hệ thống y tế, làm cho hệ thống y tế bị quá tải. Cuối cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu nội dung B nhỏ, xung đột tộc người. Các em hãy đọc nội dung trong sách giáo khoa trang 91 và 92 và cho biết do đâu ở châu Phi thường xảy ra các cuộc xung đột tộc người. Ở châu Phi thường xảy ra các cuộc xung đột tộc người là do ở châu Phi có nhiều tộc người
với hàng nghìn thổ ngữ khác nhau. Và trước đây khi thực dân châu Âu sang xâm chiếm châu Phi, thì đã thành lập các quốc gia ở châu Phi trên lãnh thổ các tộc người khác nhau về ngôn ngữ, phong tục, tập quán và tôn giáo, và đã lợi dụng điều này để nhằm thực hiện chính sách chia để trị. Như vậy thì, tại sao trong cùng một nước hoặc giữa các nước láng giềng, mâu thuẫn giữa các tộc người lại rất căng thẳng? Đó là do chính quyền nằm trong tay thủ lĩnh của một vài tộc người. Như vậy là do mâu thuẫn về quyền lợi trong vấn đề kinh tế, chính trị đã dẫn đến những mâu thuẫn giữa các tộc người với nhau. Vậy thì kết quả của việc giải quyết những mâu thuẫn trên là gì và để lại những hậu quả như thế nào cho nền kinh tế xã hội của châu Phi? Đã dẫn đến những cuộc xung đột biên giới và nội chiến liên miên như là ở Liberia, Ethiopia, Sudan, Somalia, Burundi và Rwanda, gây nên những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, làm cho kinh tế giảm sút, xã hội bất ổn và tạo cơ hội cho nước ngoài can thiệp vào. Nền kinh tế của nhiều nước châu Phi vẫn là tự cấp, tự túc. Việc trao đổi hàng hóa và giao lưu văn hóa còn quá ít, khiến sự ngăn cách giữa các bộ tộc ngày càng thêm nặng nề. Các em sẽ cùng cô quan sát vào hình 29.2, dòng người tị nạn trong chiến tranh ở Rwanda vào năm 1994. Cuộc chiến đẫm máu này bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 1994 ở thủ đô Kigali, ngay sau khi chuyên cơ của Tổng thống Rwanda bị bắn rơi. Đây là cuộc chiến của hai sắc tộc Hutu và Tutsi ở Rwanda. Kể từ khi cuộc chiến tranh này chấm dứt năm 1994, đã có khoảng 95.000 trẻ em bị mồ côi cha mẹ và khoảng 2.000 phụ nữ bị nhiễm HIV. Con số trẻ em không được đến trường còn lên tới 400.000 em. Tỷ lệ trẻ sơ sinh bị chết lên đến 1/5 ngay từ những ngày đầu tiên ra đời. Đây là nội dung ghi bài của các em ở bài 29, Dân cư, xã hội châu Phi. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Ở phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ ghi nội dung bài 29 vào trong vở và xem trước nội dung bài 30 và bài 31 của tuần 13.